Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review các cái xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp Touring, cái dòng này của Gian XCR3700. Dòng này thì nó có cao cấp hơn 3500. Nó được trang bị bộ chuyển động DOR, đùi đĩa trục rỗng, phanh dầu Shimano và tay bấm là SLX các bác nhé. Con xe này là con size S. Size S tức là small, tức là phù hợp cho các bác từ 1m6 đến 1m7. Về phần sơn của chiếc xe thì có một vài cái vết nó xước nhỏ nhỏ như thế này. Đấy, em cũng quay chi tiết luôn cho các bác xem. Thế còn về phần cụ thể thì tổng thể thì không có nhiều vết xước đáng kể đâu. Sơn là nguyên bản hết các bác nhé. Đấy, về tổng thể là cũng không. Về tổng thể sơn là không có cái vết xước nào là đáng kể cả. Đây em quay cận cảnh cho các bác xem. Phần này nó có hơi một tí. Không có một tí thôi, đâu là tất cả là ok. Đấy, về tổng quan đấy. Đấy. Đùi sắp rồi. Khá là mới. Xe được trang bị tay bấm là Shimano SLX, con này là ngon hơn DOG các bác nhé. Phanh dầu M355, giảm sóc 700C, có khóa sóc Mayo Gian, bánh Gian, lốp 700C. Đây. Lốp này là lốp quả 738. Lip 10 tầng. Củ đè DOG. Gạt đĩa SLX và đùi đĩa trục rỗng chính hãng Gian các bác nhé. Bây giờ em sẽ vào test chuyển động. Còn size thì là size S rồi, không phải đo nữa. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này, các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Size S phù hợp cho người 1m6 đến 1m7. Em kiểm tra chuyển động này cho các bác xem này. Bây giờ lên lít này. Đấy, cái dòng này là được trang bị cấu hình cực cao của dòng địa hình, cho nên là chuyển số rất là êm ái, mượt mà luôn. Đấy, đĩa nhá. Đấy, có hai đĩa. Tà 10 lít là 20 tốc độ. Dòng đi trong phố mọi địa hình thôi, nói chung là con này đi nhiều địa hình. Bánh 700C nó bon hơn. Đấy, Mayer quay cực bon luôn, cực êm. Nó bon hơn, nó êm hơn cái xe địa hình, nó lốp nó to. Còn thằng này nó bốc có 700C quả 38 thôi. Cho nên là nó ok hơn, đi nó không bị bì hơn cái dòng địa hình. Nhưng địa hình thì đi nó những cái đồi núi, những cái đường sóc thì nó ngon hơn. Còn con này nó chủ yếu nó đi trong phố là gì. Đấy. Khung là khung alloy, dòng nhôm độc quyền của hãng Gian. Bánh 700C, size S cho người 1m6 đến 1m7. Được trang bị đùi đĩa trục rỗng, gạt đĩa SLX, củ đè DOR,
tay bấm SLX phanh dầu Shimano M355 giảm xóc 700C. Vâng, và xe có giá bên em là 10.800.000, bao ship tận nhà toàn quốc, số các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại trên màn hình 0975 709 943. Và ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi các cái tin bài mới nhất bọn em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.